Vâng, xin chào bác đến với kênh Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đua dòng Dirt Bike đến từ thương hiệu Pháp, model Chopic Marip. Thì những dòng xe thương hiệu Pháp trước đây cũng về rất là nhiều trong thời gian vừa qua, dòng Chopic Marip và Milan. Thì nay về một chiếc dòng Chopic Marip Sora. Và bây giờ xin vào đánh giá tổng thể của chiếc xe. Vâng, trên khung hình bác đây là cái mẫu Chopic Marip đến từ thương hiệu Pháp, mà trong thời gian vừa qua đã review rất là nhiều. Xe làm từ hợp kim nhôm với cái tông màu chủ đạo tông màu đen, điểm chỉ vàng trên khung xe. Thường thì những dòng xe Chopic thương hiệu Pháp này thường có chữ ký sản xuất trên khung xe đây nhé, cũng là một trong những dòng xe Dirt Bike đua được rất nhiều các bác quan tâm và lựa chọn. Xe chạy với bộ rơi âm sườn, tem vàng vẫn còn nguyên trên khung xe. Cổ cốt ni lông của Ulo, hợp kim nhôm 6061, hợp kim nhôm siêu nhẹ, cũng bản theo xe. Tay cuốn vàng đen, cũng là tông màu theo khung xe, rất là đẹp. Bên phải em sử dụng với bên tay lắc chính hãng của Shimano Sora, trang bị với 9 tầng lip. Bên trái em sử dụng với bộ tay lắc Shimano Sora, bên tầng đĩa, 2 tầng đĩa. Đằng trước sử dụng với cụm phanh ba mảnh và đô mắc càng carbon, càng carbon chính hãng của Chopic. Xe được trang bị với vành cao cấp, vành nhôm cao cấp của Butera, vành đến từ thương hiệu Ý, vành nhà Butera nhé, vành của Butera đến từ thương hiệu Ý, Mayer của Butera, căm dẹp hay gọi là căm lá hẹ, sử dụng lốp CST. Kích thước lốp 700 x 25C, kích thước lốp cơ bản của dòng xe đua. Xe sử dụng với khung nhôm càng carbon, cọc in carbon chính hãng của Chopic, yên nguyên zin nguyên bản theo xe. Đồ đĩa của Shimano Sora, củ đề sau là củ đề Shimano Sora, được trang bị với 9 tầng lip, xích vàng rất là đẹp. Mayer trước sau là Mayer của Butera, Mayer ở vành Butera, vành nhôm hai lớp đến từ thương hiệu Ý, lốp CST. Pedal của DK, đang đi vòng. Và bây giờ chúng ta sẽ có đứng của khung xe 53. Vâng, chúng ta đứng của khung xe là size 53, chiều ngang khung là size 52. Thế là các bác cao từ trên 1m7 đi vừa. Xe có khung cao không nhá, trên 1m7. Xe trang bị với 9 tầng lip, Group Sora lên lip này. Cúng lít bên phải em sử dụng với 2 tầng đĩa, đùi đĩa Sora, cúng đĩa lên đĩa rất là bon. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Dirt Bike, xe đua đến từ thương hiệu Pháp Chopic Marip, và xe làm từ hợp kim nhôm càng carbon, khung nhôm càng carbon, sử dụng với Group Sora, cọc yên carbon, vành cặp của Butera, vành cao cấp. Và xe giá tốt bên em là 9,8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có bác nào quan tâm hẹn qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp.
nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Mọi người gặp lại trên ngày mai.